Đã không biết bơi á thì đừng có nên dại dột mà tắm sông. Câu chuyện hôm nay là một câu chuyện khá là thương tâm cho một cặp tình nhân không may bị đuối nước ở dưới sông. Chuyện là bạn này có một thằng bạn rất là thân, thằng này tên là T. Hai đứa chơi thân hồi đó giờ chưa bao giờ cự cãi gì với nhau hết. Cái năm mà xảy ra câu chuyện này á thì bạn với thằng T đang học lớp 12. Hôm đó bạn có về quê ăn Tết cùng với nó và cùng với một nhóm bạn nữa gồm 6 người. Và trong cái nhóm này còn có thêm bạn gái của nó nữa nha. Sau khi mà về tới dưới quê á, lúc này là cũng tối rồi, tầm khoảng 6 giờ tối. Thì lúc này cả nhóm mới bắt đầu là đi tắm rửa, vệ sinh. Giờ đó cũng khoảng 8 giờ tối mới xong. Tắm xong xuôi rồi đó, thì bạn mới kêu tụi nó là bài đồ nhậu ra đi, tại vì bia đã có sẵn trong nhà rồi. Nhậu với nhau cho đã tới 10 giờ tối á, thì bạn thấy chán quá à, cho nên bạn mới rủ tụi nó lấy điện thoại ra chơi game. Bắt đầu nguyên nhóm cũng mở ra chơi game, chơi tới tầm 3 giờ sáng á, mòn mỏi quá rồi bắt đầu mới đi ngủ. Cho tới sáng hôm sau á thì mọi chuyện diễn ra rất là bình thường. Nhưng mà cho tới khoảng 2-3 giờ chiều hôm đó đó, thì cái thằng T này nó mới rủ là nguyên nhóm á đi ra ngoài cái đầu cầu ngoài đó để tắm xong. Và nguyên nhóm cũng đồng ý, tại vì cái cầu này cũng gần, cách nhà bạn có 70-80 mét gì thôi. Rồi cả nhóm mới ra ngoài đó. Nhưng mà bạn không có tắm, bạn định là ngồi trên bờ để mà nướng tôm, hàu, hải sản cho tụi nó một hồi á, tắm xong lên có cái mà ăn. Xuống tắm được một lát đó, thì cái thằng T này á nó thấy con ghệ của nó không có tắm, cho nên á là nó mới rủ con ghệ của nó xuống tắm chung. Nhưng mà nhỏ bạn gái của nó không có biết bơi, cho nên nó đâu có dám xuống bơi đâu. Thì cái thằng T này nó đang dưới sông á, nó mới giọt miệng nó nói với bồ nó là em xuống đây tắm đi, anh chỉ cho bơi. Rồi thì con nhỏ bạn gái nó cũng đồng ý, tại vì thằng T này á nó bơi rất là giỏi. Tụi kia thì tắm dưới sông, còn bạn thì trên bờ nướng đồ ăn. Tắm được một hồi thì bạn để ý là không thấy thằng T với bồ của nó đâu nữa. Lúc này cả nhóm tắm xong rồi, mới tính đâu là hai đứa này nó giỡn với mọi người không hà, tưởng đâu là hai đứa này bơi đi đâu trốn mọi người. Do đó thì cả nhóm mới chọc hai đứa này, mới nói là thôi tụi mình lên ăn nha, tao thấy mùi thơm rồi đó, còn ai mà mê tắm quá không lên hồi tụi tao ăn không chừa đồ ăn luôn. Nhưng mà nguyên nhóm ngồi ăn hết cái đống đồ ăn luôn vẫn không thấy hai đứa này trồi lên, cho nên là cả nhóm mới nháo nhào nhảy xuống sông để mà tìm hai đứa này. Còn bạn thì bạn chạy về nhà coi hai đứa này có về nhà hay không, nhưng mà về nhà thì đâu có ai ở nhà đâu. Thì lúc này bạn đã biết hai đứa này gặp chuyện không may rồi, cho nên là bạn mới rủ mấy chú hàng xóm á lặn xuống kiếm cùng với bạn, nhưng mà vẫn không có tìm thấy. Kiếm hoài từ chiều cho tới 7 giờ tối vẫn không có thấy hai đứa này, cho nên á là bạn mới đi qua nhà một ông chú. Ông chú này cũng làm thầy nha, và chú này á cũng là em kết nghĩa của ông nội bạn luôn, cho nên là bạn mới qua nhà để mà nhờ ông qua kiếm tiếp. Thì ông cũng chịu, rồi ông qua tới cái chỗ đó ông tìm. Qua tới chỗ á thì ông mới kêu bạn á là vào nhà lấy nhang ra đây. Lấy nhang ra xong rồi đó thì ông chú mới kêu bạn là khấn thằng T đi. Bạn mới vái á là T ơi, nếu mày có ở đây, mày có linh thiêng á, thì mày cho xác mày với bồ của mày trồi lên đi, để cho người nhà đem mày lên làm đám tang cho mày. Và quả thật, khi mà khấn xong thôi, khoảng 15 phút sau á thì cái thi thể của thằng T này nó nổi lên.